Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi theo dõi xong thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng này của ngày mai quý vị nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chút ánh dương màu đỏ của chiều tà soi lên nửa gương mặt của Vũ, càng làm nổi bật lên từng đường nét góc cạnh rõ ràng của anh ta. Sống mũi Vũ vừa cao vừa thẳng, môi hơi đỏ, lại có má lúm đồng tiền. Nhìn ở góc nghiêng thế này anh ta còn đẹp trai hơn cả anh Thành. Mà đặc biệt anh ta còn có một bờ vai rất rộng nữa. Rộng và vững chãi, tựa như có thể gánh được cả đất trời. Gánh được cả những vất vả suốt 2 năm nay của tôi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của Vũ. Ánh mặt trời rơi lên một ít tóc tôi. Rửa một lúc được không? Tôi cảm nhận được cơ thể anh ta hơi cứng lại, nhưng không từ chối mà cũng chẳng nói ra là đồng ý. Vũ chỉ nhẹ nhàng vừa bảo. Buổi chiều đây đẹp nhỉ? Ừ. Trong tất cả những nơi mà tôi được đi, đây là chỗ đẹp nhất đấy. Tay làm sao lại bị thâm thế này? Tôi cúi xuống nhìn bắp tay mình. Ở đó có một vết thâm do bố của Thắng ném đống điếu vào. Tôi phải giơ tay ra đỡ. Sáng nay đến nhà bố tôi phải mặc áo dài che tay đi. Đến chiều mặc váy thì không che được. Nhưng không thấy Vũ hỏi nên nghĩ anh ta không để ý. Hóa ra chẳng có chi tiết nào lọt được qua mắt anh ta cả. Tôi cười và bảo, hôm qua xuống Hải Phòng đi tìm bố của Bống ấy, bị bố của thằng đó ném điếu vào tay và xua chó ra đuổi. Nhưng mà không sao, bị thâm một tí thôi, mai là lành ấy mà. Nếu không phải điếu mà là cục gạch thì định thế nào? Tôi báo công an. Vũ cao mày cầm tay tôi lên nhìn kỹ chỗ vẫn còn thâm trên bắp tay. Tôi cứ nghĩ là kiểu gì anh ta cũng nói, đời chết rồi báo công an luôn một thể cho đỡ mất công. Thế mà cuối cùng Vũ bảo tôi, con gái, không phải việc gì cũng làm một mình được, hiểu chưa? Tôi hơi xúc động và gật đầu. Tôi biết mà. Nhưng giờ không tìm được bố của Bống thì không biết lấy tủy đâu ra để ghép cho nó nữa. Giờ mẹ nó chết rồi, nó chừng ấy tuổi thì chừng ấy năm vật lộn với bệnh tật. Tôi thương lắm, để lâu một ngày thì con đau thêm một ngày, nên tôi mới sốt ruột muốn xuống Hải Phòng tìm cho nhanh. Thế có thông tin gì rồi? Thế mẹ thằng đó bảo nó đang làm trong Bình Dương ấy, công ty Đông Sung gì đấy. Mẹ nó cũng không nhớ tên nên chỉ bảo là như thế thôi. Tôi xin được số điện thoại, nhưng gọi cho nó thì nó bảo không liên quan, xong rồi còn chặn cả số của tôi rồi. Nó tên gì? Tên là Thắng. Ngày xưa nó học giao thông vận tải, xong quen rồi yêu bạn tôi. Đến khi bạn tôi có bầu thì nó chối không nhận. Đến khi bạn tôi mất vì sinh xong băng huyết, nó cũng không hỏi một lời, cũng không nhận con. Tôi nghĩ cái loại người đó thì không thể nào mà trông đợi được cái gì. Nhưng hết cách rồi. Bác sĩ bảo chỉ có tùy của người thân thì mới có thể tương thích và ghép cho Bống thôi. Bây giờ cô định thế nào? Tôi đang tính là phải vào Bình Dương một chuyến. Cô có biết là Bình Dương nó rộng như thế nào không? Không biết. Thế cô có biết ở trong đó có bao nhiêu thằng tên là Thắng không? Không biết. Không biết mà cũng dám đi. Cô đúng là không sợ chết mà. Công nhận ấy, đúng là tôi không sợ chết. Sau đó cả hai chúng tôi không ai nói nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, nhìn mặt trời từ từ lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng. Mỗi người có lẽ đều có những suy nghĩ riêng biệt, nhưng mà tôi tin chắc rằng trong lòng cả hai ít nhiều cũng sẽ cảm thấy có một chút gì đó gọi là bình yên. Tôi với Vũ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, từ hận thù cho đến trao đổi, từ trao đổi cho đến quen với sự xuất hiện của nhau. Để quen với sự xuất hiện của nhau đến có thể ngồi bên nhau yên bình như thế này. Chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng tôi thật sự chỉ mong thời gian dừng lại giây phút này, để tôi được gần người ấy thêm một chút nữa, tựa vào vai người ấy lâu hơn một chút nữa, hưởng thụ cái loại cảm giác yên tâm tuyệt đối khi ở bên người ấy. Cảm giác an toàn này kể cả anh Thành cũng không thể cho tôi được. Có lẽ là tôi đã thật sự động lòng rồi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Với cả cũng đang suy nghĩ nên vẫn chưa vào Bình Dương tìm Thắng. Tôi định thử liên lạc với anh ta thêm vài lần nữa để thuyết phục rồi mới tính. Nhưng mà gọi bằng số điện thoại của tôi không được, nên tôi đành phải mua sim khác để gọi. Hôm ấy tôi định ghé vào cửa hàng điện thoại, hỏi xem là có bán sim điện thoại không. Không ngờ vừa mới lếch thếch đi bộ xuống sảnh thì tự nhiên đụng mặt bà Hương ngay ở tầng 1. Tôi không muốn phiền phức nên định xe rẽ đi hướng khác. Nhưng còn chưa kịp thì chị ta đã lao lại, chẳng buồn chào hỏi tiếng nào, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Khi đó bị tát bất ngờ nên tôi không phản ứng kịp, ngã lăn ra đất. Tai tôi bị vả đến ù cả đi. Nhưng mà tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng chị ta nói. Thì ra ngồi trong clip kia là anh Vũ, con danh này mày giỏi thật đấy. Giờ đó tầng 1 cũng không có nhiều người, nhưng tự nhiên thấy có người bị đánh như thế thì ai cũng đứng lại và tò mò nhìn. Tôi lúc ấy cũng đau đến xây sầm mặt mày rồi, nhưng nghĩ dù sao thì đây cũng là chung cư nhà mình, càng ở Mỹ thì tôi càng xấu hổ. Thế nên vẫn đành cắn răng nhẫn nhịn, lồm cồm bò dậy và nói với chị ta: có gì thì lên nhà hoặc tìm chỗ nào khác, không có người để nói. Chị đừng có làm ầm lên ở đây. Sao? Loại như mày cũng sợ xấu hổ á? Mày cũng biết xấu hổ cơ đấy. Clip mày trần truồng ngủ với trai đăng đầy trên mạng mà mày còn không biết nhục. Đằng này bị tát như thế, làm gì đã xấu hổ được. Tôi nói cho chị biết nhá, khi mà tôi còn nói tử tế, tức là tôi còn tôn trọng chị. Đến khi mà tôi không tử tế nữa mà xông vào đánh nhau luôn ấy, thì không phải một mình tôi xấu hổ đâu, chị cũng biết xấu hổ đấy. Chị với tôi khác nhau ở chỗ nào thì chị tự biết. Đến lúc đó thì xem ai nhục hơn ai nhá. À, thì ra là mày muốn biết ai nhục hơn ai đúng không? Tao có nhiều thứ hay ho lắm. Tao muốn tao cho thiên hạ biết, để xem ai nhục hơn ai không? Hả? Chị! Khôn hồn thì kiếm chỗ nào nói năng với tao cho tử tế, không thì đừng có trách. Khi những người tụ tập đến càng lúc càng đông, có người còn xôn xao đòi gọi bảo vệ. Tôi ngượng quá nên đành bảo chị ta ra quán cà phê ở ngay cổng chung cư để nói chuyện. Chị ta chắc cũng không muốn mất mặt nên cũng đi theo tôi đến đó. Gọi ra hai cốc nước xong, phục vụ vừa đi thì chị ta bảo: đời sống sung sướng thật, không cần làm gì, chỉ nằm ngửa ra phục vụ trai là có nhà chung cư cao cấp để ở, tiền thì tiêu không phải nghĩ. Chị đến nhà tôi làm gì? Chị lấy tư cách gì để đến tận đây để đánh tôi? Mày ngủ với người yêu tao mà mày còn dám nói hai chữ tư cách với tao á? Từ khi nào những con phò như mày lại tự cho mình là người đủ tư cách để nói mấy cái câu đó với tao đấy hả? Thứ nhất, anh Vũ chưa bao giờ nói chị là người yêu của anh ấy. Thứ hai, trai chưa vợ gái chưa chồng, ngủ với nhau là chuyện bình thường. Chị chẳng có lý do gì để đánh tôi cả. Trai chưa vợ gái chưa chồng, ngủ với nhau là bình thường. Ờ, tao công nhận, nhưng mày nói không biết ngượng à? Thôi, cứ bỏ qua việc tao và anh ấy có phải là người yêu với nhau không đi. Tao chỉ nói đến chuyện mày là con riêng của bố dượng anh ấy, mà mày vẫn gạ gẫm anh ấy ngủ với mày. Sao? Loại đĩ như mày không có trai thì không chịu được, nên phải dụ dỗ cả con của mẹ kế à? Cốc nước lọc trên tay tôi lập tức run lên. Ban đầu tôi cứ nghĩ chị ta vô tình thấy được đoạn clip kia, nổi cơn ghen, nên tìm đến đánh tôi thôi. Không ngờ chị ta còn biết cả mối quan hệ của tôi và Vũ. Mà hoàn cảnh của tôi thì chỉ cần chị ta biết đến thế thôi là có thể nắm được đằng chui mọi thứ rồi. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, uống nốt một ngụm nước lạnh cho bình tâm lại rồi mới đáp: chị nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả. Nếu mày không hiểu thì để tao nói cho mày nghe nhá. Nhà bố mày ấy tao chẳng lạ cái gì cả. Ông Tùng ấy, vô sinh không có con, mãi sau này lấy dì Hiền là vợ hai, rồi cứ thế ở nuôi anh Thành và anh Vũ. Mày chắc là đứa con hoang nào đó mới được chú Tùng nhặt về một thời gian, mà trong thời gian ấy tao lại không có mặt ở Việt Nam, nên mày không biết tao là đúng rồi. Cái loại nhà quê như mày được bước chân vào nhà giàu không biết ơn thì thôi, lại còn gà gẫm cả con riêng của mẹ kế. Mày đúng là bẩn từ trong ra ngoài. Bố mày đúng là đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, loạn cháo đó bát. Chị biết cái gì mà nói? Thật á? Thế để tao gọi cho dì Hiền,
Để dí đến xem có đúng mày là con riêng của chú Tùng không nhá. Tôi sợ bị phát hiện, nhưng mà cũng sợ nếu mình phản ứng nhanh quá thì sẽ dễ mắc bẫy, nên định gan lì đến cùng. Có điều chị ta lại gọi đến số của mẹ kế tôi thật, còn bật loa ngoài cho tôi nghe. Khi nghe những tiếng tút dài chờ kết nối thì tôi đã run lắm rồi. Tới khi nghe giọng mẹ kế nói alo một cái thì tôi không chịu nổi nữa, vội vàng lao đến giằng lấy điện thoại của chị ta, giấn nút và ngắt cuộc gọi. Bà Hương thấy mặt tôi tái xanh như thế thì nhếch mép và cười khinh khỉnh. Sao? Nhận rồi à? Làm gì mà mày cuống lên thế? Mày sợ bố mày biết đến cuối đời mới tìm được đứa con, mà đứa con đó lại đĩ tỏa lăng loàn đến mức không có có còn hơn à? Hả? Chị muốn gì? Theo mày thì tao muốn gì? Tôi với anh Vũ chẳng có gì cả. Hôm ở trên Ba Vì chỉ là uống rượu say, không tỉnh táo cho nên mới như thế. Còn là bọn tôi cũng không dây dưa gì đến với nhau. Mày tưởng tao ngu á? Cái chung cư mày ở rõ ràng ràng là tên mày, mà cái hạng như mày thì á, nằm dạng háng cả đời cũng chưa chắc mua nổi cái góc chung cư. Thế mà mày dám nói là không dây dưa gì đến ông Vũ? Tao nói cho mày biết nhé, chỉ có ông Vũ mới thừa tiền đi bố thí cho con đĩ như mày thôi. Bị nói như tát nước vào mặt thế, nhưng tôi vẫn không dám nhìn chị ta, chỉ lẳng lặng nâng cốc lên uống thêm một ngụm nước nữa. Thật ra ban đầu tôi cũng tưởng chung cư này là Vũ thuê, nhưng sau này có lần phải nộp tiền dịch vụ gì đó, tôi mới biết ngôi nhà ấy là của anh ta mua hẳn và đứng tên tôi luôn. Giờ chị ta đã biết cả như vậy rồi thì tôi có 10 cái miệng cũng không chối được nữa. Đến nước này thì tôi thật sự cảm thấy sợ. Tôi biết là mình chưa đánh đã thua, nên đành hạ giọng. Lúc đầu tôi không biết chị là người yêu Vũ, cũng chưa thấy anh ấy nói bao giờ. Bọn tôi chỉ lầm lỡ thôi, không phải yêu nhau. Tôi thì không sao cả, nhưng bố tôi với mẹ anh Vũ lấy nhau lâu rồi. Giờ mà xảy ra chuyện gì thì người buồn không những là bố tôi với mẹ anh ấy, mà còn cả anh ấy nữa. Tôi nghĩ anh Vũ cũng không muốn ai biết chuyện này. Nếu chị nói ra thì gia đình anh ấy sẽ tan nát mất. Đến lúc đó mối quan hệ của anh ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chị hiểu ý tôi chứ? À, bây giờ mày lại đang đe dọa ngược lại tao đấy à? Không, tôi chỉ nghĩ cho... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì chị ta đã cầm cốc nước lạnh lên hắt thẳng vào mặt tôi. Những người xung quanh ái ngại quay lại nhìn. Tôi lại thêm một lần xấu hổ, nhưng không còn cứng miệng được như trước, chỉ có thể ngồi im một chỗ, để nước lạnh nhỏ tong tong từ đầu xuống mặt. Bà Hương nghiến răng nghiến lợi và bảo: nếu như mày nghĩ đến những chuyện đó thật ấy, mày sẽ không bao giờ ngủ với anh Vũ, mày hiểu chưa? Mày đừng có tỏ cái vẻ tử tế với tao. Hạng như mày chỉ giỏi giả vờ đáng thương để dụ dỗ đàn ông thôi. Với tao thì miễn. Ừ. Nói đi, mày với anh ấy bắt đầu từ khi nào? Bây giờ chị hỏi những cái chuyện đó thì cũng không giải quyết được cái gì đâu. Bọn tôi không phải yêu nhau và không phải như chị nghĩ. Không yêu nhau thế thì là quan hệ xã giao à? Hay là mày thèm trai đến cái nỗi gặp ai cũng gả người ta ngủ xã giao? À mà không phải, tao quên mất. Mày có một đứa con gái đang bị ung thư nhỉ? Để tao đoán nhé. Nhìn quần áo trên người mày cũng toàn cái loại rẻ tiền. Xe thì cũng được công ty tao bố thí. Thế thì cuối cùng kết luận lại là mày ngủ với anh Vũ để đổi lấy tiền chữa bệnh cho con mày, đúng không? Tim tôi đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái. Nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng đến mức đè nặng lên ngực, khiến tôi không thở được. Tôi có tự hỏi mình rằng, liệu chị ta đã biết được những cái gì rồi? Chị ta định làm gì với tôi và với cả con gái tôi nữa? Liệu có hại đến con của tôi không? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết bây giờ tôi sợ đến tột cùng và tôi run rẩy nói: ai nói với chị những cái điều ấy? Chị biết những gì về tôi? Chị định làm gì? Chị nói đi. Mày không cần biết. Mày chỉ cần nhớ là những gì cần thiết thì tao đã biết hết rồi. Mày muốn nói dối cũng không nói dối được đâu. Tốt nhất là khi tao còn đang nói tử tế, thế mày tự nói ra. Mày với anh Vũ bắt đầu từ khi nào? Tôi nói với chị thì chị sẽ để tôi yên chứ? Để mày yên á? Làm sao có cái chuyện dễ dàng như thế được? Mày ngủ với anh ấy cả một thời gian dài, moi móc đủ thứ từ anh ấy,
Mà tao để yên được thì hóa ra tao là con ngu à? Thế bây giờ chị muốn như thế nào thì chị mới để cho tôi yên? Bắt tôi tránh xa anh Vũ á? Hay như thế nào thì chị nói đi. Tất nhiên là mày phải tránh xa anh ấy ra rồi. Nhưng mày phải trả lại tất cả những gì mày nhận của anh ấy. Rồi mày cút đi đâu thì cút. Biến khỏi cái Hà Nội này. Cút cho khuất mắt tao. Muốn yên ổn ấy, muốn bố mày không biết, thì tốt nhất là mày nên câm họng lại rồi mày biến đi. Con tôi đang chữa bệnh ở đây, nó còn bé không đi đâu xa được. Tôi cũng không quyết định kéo dài với Vũ. Tôi định chờ chữa bệnh cho con bé xong thì tôi sẽ đi. Không phải chị biết mà tôi nói như thế đâu. Chị tin hay không thì tùy. Nhưng thật sự là giờ tôi chưa đi được. Đợi 2 tháng nữa con bé ghép tủy xong thì tôi đi ngay. Mày đùa tao đấy à? Không, tôi không đùa. Con tôi bị ung thư máu. Nếu chị không tin thì chị cứ đi điều tra là biết. Nó ốm như thế tôi không thể vác nó đi. Để nó ngắt điều trị rồi chết được. Nếu con tôi chết thì tôi cũng chẳng cần sống, mà cũng chẳng cần danh dự nữa đâu. Nói thế là chị đủ hiểu rồi phải không? Tôi nói xong, chị ta còn chưa kịp trả lời điện thoại thì bỗng dưng đổ chuông. Tôi liếc thấy số mẹ kế tôi gọi đến. Chắc là ba nãy tự nhiên cúp máy ngang nên dì Hiền mới gọi lại cho bà Hương. Chị ta nhìn tôi một cái, sau đó chậm rãi nhận điện thoại rồi bật loa ngoài lên cho tôi nghe. Dì ạ, con nghe đây. Sao lúc nãy đang gọi tự nhiên con lại tắt máy đi thế? Dì chờ mãi không thấy gọi lại, tưởng có chuyện gì. Thế à? Chắc là con để điện thoại ở trong túi. Không ai chạm nhầm vào số của dì nên mới thế đấy ạ. Con xin lỗi dì. Ôi, xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Dì cũng đang muốn gọi điện cho con đây. Cuối tuần này con có rảnh không? Đến ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi con không đến. Vâng, lâu không được ăn cơm gì nấu. Con thèm lắm rồi. Con bé này, rõ là khéo miệng. Con cứ đến đi. Muốn ăn gì thì dì nấu. Sao con làm dâu thì ngày nào dì cũng nấu cho con ăn. Thật à? Thế con phải hỏi anh Vũ xem có đồng ý lấy con không mới được ạ. Nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Thời đại này tìm vợ khó lắm. Lấy được vợ như con đâu phải dễ đâu. Dì cứ trêu con. Trêu đâu mà trêu. Dì nói thật đấy. Thôi chủ nhật con nhớ đến nhá. Vâng ạ. Ngắt điện thoại xong bà Hương mới khinh khỉnh liếc tôi rồi nói. Nghe thấy chưa? Loại như mày không có cửa lấy được anh Vũ đâu. Chẳng những bố mẹ anh ấy không đồng ý, mà cả thiên hạ họ cũng sẽ phỉ nhổ vào cái mặt mày. Ta không biết mày bỏ bố ông ấy hay làm gì, mà ông ấy lại chịu dính dáng với mày. Nhưng mày khôn hồn thì tránh xa ông ấy ra. Mặc kệ con mày bệnh tật kiểu gì, mày còn dây dưa đến ông ấy thì đừng có trách tao ác đấy. Chị định làm gì? Làm gì rồi từ từ mày sẽ biết. Nếu mà để tao còn biết mày dính đến ông ấy lần nữa nhá, thì trước tiên cứ xác định là clip không che của mày với anh Vũ sẽ đến tay bố mẹ mày đấy. Chị! Mày tự suy nghĩ đi. Tao thấy mày cũng không thiểu năng đến nỗi không phân biệt nổi cái gì tốt, cái gì nhục. Chuyện mẹ con mày ra sao tao không quan tâm. Con bé cứ sống hay chết, tao cũng đã quan tâm. Việc của mày là cút khỏi ông Vũ. Mày nên nhớ cho kỹ. Nói xong câu đó, chị ta xách túi đứng dậy đi về. Thế nhưng đi được 3 bước thì Nhơ nhớ ra thêm điều gì đó, nên chị ta bỗng nhiên quay đầu lại và nói với tôi. Chuyện ngày hôm nay, nếu mà mày dám mở mồm nói với Vũ, thì cái clip đó sẽ càng đến tai bố mày nhanh hơn đấy. Mày nên tự biết làm gì cho đúng, nhá. Sau khi chị ta đi rồi, tôi vẫn cứ im lặng ngồi đó, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cũng mặc kệ quần áo ướt sũng trên người mình. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến thành như thế này. Trước đây cứ mong có thể che giấu được cho đến tận khi kết thúc với Vũ. Đợi ghép tủy cho bốn xong thì tôi sẽ dừng lại. Thế nhưng có lẽ vì gần đây ở bên anh ta quá yên bình, nên tôi đã quên mất là việc giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có tương lai. Cũng không có chuyện yêu nhau, mà chỉ có đau đớn và chấm dứt. Mà hiện tại, việc bà Hương biết chuyện và đến đây tìm tôi giống như một hồi chuông gióng lên, khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh mộng rồi. Thế giới này tàn khốc hơn tôi tưởng rất nhiều. Chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực thẳm. Đã không có tương lai thì chỉ có thể kết thúc thôi. Nhưng tôi phải nói ra sao với Vũ đây? Rời khỏi quán cà phê, tôi thất thểu đi về nhà. Không muốn ăn gì cũng chẳng muốn làm gì.
chỉ nằm trên giường suy nghĩ mãi. Đến buổi tối, Vũ đến thấy nhà cửa điện đóm không bật. Tôi thì cứ nằm trên giường, anh ta mới bảo. Sao thế? Ốm à? Nghe giọng anh ta, bình thường tôi sẽ cảm thấy vui mừng vì có người đến ăn cơm cùng. Thế nhưng hôm nay tôi lại thấy sợ. Tôi vội vàng bật dậy, nhìn anh ta. Sao anh đến mà không báo trước? Cần gì phải báo? À, tôi... Hôm nay tôi không nấu cơm. Làm sao? Không, có làm sao đâu. Trời nắng nóng mệt, tưởng anh không đến nên là tôi không nấu. Vũ đi lại gần, ngồi xuống giường tôi rồi đưa tay sờ lên trán tôi. Thế không sốt nhưng có lẽ là do sắc mặt tôi không được tốt lắm nên anh ta bảo. Cô vẫn suy nghĩ đến chuyện ghép tủy cho bống đấy à? Ừ. Chưa tìm được bố của nó nên tôi hơi lo, không biết phải làm thế nào. Lo thì cũng có giải quyết được cái gì. Việc của cô không phải là lo, mà chỉ cần chăm bống cho tốt là được. Nhưng mà nó không được ghép tủy thì cũng không trụ được thêm nữa. Nó còn bé lắm. Hóa trị chỉ ngăn ngừa ung thư tạm thời được thôi. Về lâu về dài cơ thể nó không chịu nổi. Phải được ghép tủy thì mới có hy vọng sống được. Tôi... Nói đến đây tôi tủi thân quá nên giọng lạc hẳn đi. Không khóc nhưng sống mũi thì cay xè. Vũ đột nhiên giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm này của anh ta hoàn toàn khác với những lần ôm trước. Không có dục, chỉ có tình thôi. Ôm một cái như muốn động viên tôi. Ở trong ngực anh ta tôi có thể nghe rõ ràng tiếng Vũ nói. Đừng lo. Anh ơi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tay tôi chậm chạp giơ lên. Đắn đo rất lâu rồi mới vòng qua eo anh ta, ôm lại Vũ. Tôi cảm thấy có những thứ đã trở nên quá quen thuộc, nên bây giờ lại sợ mất đi. Tôi sợ sau này không còn được bên nhau nữa, nên muốn ôm thử người ấy một lần. Chỉ lần này thôi. Cho tôi được ôm anh ấy. Anh. Cuối cùng thì giờ phút này tôi đã hiểu ra là mình thật sự thích anh rồi. Nước mắt tôi chậm chạp chảy xuôi, không dám khóc to, mà chỉ cắn răng run rẩy trong lòng Vũ. Anh thấy tôi thế không dỗ dành gì cả, chỉ lặng lẽ ôm tôi rất lâu, cho đến khi tôi mệt không muốn khóc nữa thì Vũ mới bảo. Tối nay đưa đi ăn nhá, muốn ăn gì? Ăn mì cay được không? Tự nhiên lại thèm mì cay. Ừ, đi rửa mặt đi rồi tôi đưa cô đi. Tối đó là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, một cửa hàng mì cay 7 cấp độ bình thường. Nhưng chỗ này thì những người như Vũ và bà Hương sẽ chẳng bao giờ đến. Cho nên để tránh đụng mặt chị ta tôi mới đòi Vũ đưa đến đây. Hai chúng tôi chọn một bàn trống trong góc. Gọi hai suất. Tôi ăn cấp độ 0, hỏi Vũ thì anh bảo. Cấp độ 7 là cay nhất à? Ừ, nhưng cay lắm. Bình thường không ăn ở đâu. Anh ăn cấp độ 1 thôi. Thử cấp độ 2 đi. Cay lắm đấy, anh có ăn được không? Cứ thử xem. Kết quả là khi phục vụ bê hai bát mì ra, bát của tôi không cay nên tôi ăn ngon lành. Vũ thì bị cay đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng bực bội và bảo. Mấy cái đồ trẻ con này khó ăn thế, không ăn nữa. Thế gọi bát khác cho anh nhé. Không có cay giống như là của tôi. Ăn được mà. Không ăn. Anh mà không ăn tối đói đấy. Hai anh ăn chung một bát với tôi nhé. Tôi chỉ nói thế thôi mà Vũ đồng ý ăn thật. Hai chúng tôi cầm hai đôi đũa, chụm đầu ăn, chung một bát mì. Lúc này dường như khoảng cách đã gần như không còn nữa, mà chỉ còn một đoạn tình cảm không thể thừa nhận của cả hai chúng tôi thôi. Tôi nhìn anh, rất muốn hỏi em phải làm sao bây giờ. Thế nhưng vì không đủ can đảm nên đành bảo. Tí nữa tôi định đến viện thăm bống. Anh có muốn đến chơi với nó một chút không? Cũng được. Ừ. Thế ăn nhanh lên không có mì nguội mất. Không ăn nữa à? Không, tôi ăn chừng ấy là no rồi. Ừ. Ăn xong Vũ lại chở tôi đến bệnh viện. Con gái tôi thấy anh ta đến thì cuống lên vẫy tay và gọi ba ba. Tôi không biết ai dạy nó như thế, nhưng ngại chị Tâm ở đó nên đành mím môi lại và quát. Gọi cái linh tinh gì đấy? Ai dạy bống đấy à? Gọi cho bác Vũ biết chưa? Mẹ đánh đít cho bây giờ. Chị Tâm nhìn Vũ từ đầu đến chân một lượt, xong thấy con tôi như thế thì cứ tủm tỉm mãi và bảo là nó học thằng cu ở giường đối diện kia kìa. Thằng cu gọi bố nó là ba,
Nó cũng học theo và gọi là ba. Trẻ con học nhanh lắm. Mới có từ sáng đến giờ thôi, nó có nhìn thấy ai cũng gọi ba ba. Vâng. Em với bạn ngồi chơi đi. Chị đi xuống một ít đồ nhé. Vâng, chị đi đây để em trông cho ạ. Tôi biết là chị Tâm cố ý đi chỗ khác để tôi với Vũ không có không gian riêng với Bống, nhưng cũng không nói gì. Những ngày tháng của chúng tôi còn lại không dài, cho nên là tôi cũng muốn có thời gian bên Vũ nhiều hơn, cho cả con tôi ở bên anh nữa. Tôi đưa Bống cho anh và cười. Anh thử bế xem nó có nặng thêm được cân nào không này. Xem nào. Nặng thêm 3 lạng à? 1 cân. Vũ cũng cười và anh bảo, ở 3 lạng. Không phải, 1 cân mà. Con gái tôi thấy nói chuyện rôm rả, tưởng chúng tôi đang trêu nó nên cũng cười toe toét. Ngọng nghịu nói ba ba, rồi giơ tay lên sờ khắp mặt Vũ. Tôi nhìn hai người như thế, bên ngoài cảm giác ấm áp tự nhiên, lại thấy đau cả lòng, giống như sắp mất đi một thứ gì đó mà không biết phải làm thế nào. Sau hôm đó, tôi nói với Vũ là mình đang đến kỳ kinh nguyệt, nên anh không đến nhà nữa. Mà phía bên bà Hương cũng đang tạm thời chưa có động tĩnh gì cả. Tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ, rồi mới quyết định, nên chưa nói gì với bà ấy. Và là tôi sợ nếu bây giờ chưa ghép tủy cho Bống mà đường đột chấm dứt, kiểu gì anh cũng sẽ nghi ngờ và điều tra tôi. Tôi nghĩ dù Vũ có biết được bà Hương đến tìm tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chúng tôi đã định sẵn là sẽ chia tay rồi, nên anh có biết thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm thôi. Mối quan hệ của anh và mẹ kế bình thường cũng đã không tốt đẹp mấy. Bẵng đi thêm một tuần, có một hôm 9 giờ sáng tôi vẫn còn ngủ nướng trên giường thì nhận được một cuộc điện thoại. Gần đây tôi xin làm thêm cho một công ty luật, không phải đến công ty làm việc mà hầu như chỉ ở nhà trực điện thoại để tư vấn cho khách. Với cậu cũng phải nghiên cứu nhiều tài liệu nữa, nên đêm nào cũng thức đến tận 4 giờ sáng mới được đi ngủ. Đang ái ngủ mà bị đánh thức như thế, tôi cũng chẳng buồn nhìn xem số của ai mà nhấc máy luôn. Alo ạ? Hôm nay là thứ tư mà nhỉ? Xem không đi làm mà vẫn còn ngủ. Nghe giọng anh Thành, tự nhiên đầu óc tôi lập tức tỉnh hẳn. Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện kiểu này mà chỉ gọi Zalo thôi. Giờ anh gọi cho tôi vào buổi sáng như thế, làm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tôi tròn mắt và bảo, ơ, anh, sao anh lại gọi cho em vào bây giờ? Anh không phải mổ? Không. Trong một tuần nữa, anh không phải đụng vào dao kéo nữa. Nói đến đây, anh Thành ngừng lại vài giây rồi khẽ cười. Anh về rồi đây. Tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cái, giống như có một thứ gì đó sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua. Không thấy quá đau đớn mà chỉ thấy rất buồn. Cách đây hơn 2 năm, tôi vẫn luôn mong chờ anh Thành trở về. Không phải vì muốn anh quay về để đáp lại tình cảm của tôi, mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy mỗi ngày thôi. Thế nhưng mà bây giờ trong lòng tôi lại tràn ngập hình ảnh của một người đàn ông khác. Tôi đã hoàn toàn quên mất người mà trước đây mình luôn mòn mỏi chờ đợi, thậm chí quên luôn cả mục đích chờ anh về. Tôi hít sâu một hơi rồi gượng gạo cười. Anh về rồi đấy à? Anh đang ở đâu thế? Anh vừa xuống sân bay một cái nó gọi cho em luôn đây. Giờ đang ngồi ở sảnh sân bay đây. Thế đợi em một chút, em lên đón anh nhé. Về mà chẳng thông báo gì cả. Em mà biết trước thì kiểu gì em cũng mua hoa lên đón anh. Không cần đâu, đường xa xôi như thế em đi làm gì. Cứ ở nhà, chờ tí nữa anh qua đón em đi ăn trưa. Anh đi bằng gì về ạ? Anh đi taxi. Thế sao anh không có anh Vũ lên đón à? Anh cũng định gọi nhưng mà thôi, mất công nó. Để anh đi taxi cho nhanh. Vâng. Khoảng 11 giờ anh qua nhé. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được ạ. Thế cơm niêu nhé. Anh thèm ăn cơm quá. Vâng. Gần 11 giờ trưa anh Thành qua nhà tôi. Lần này anh không những mang quà Nhật về cho tôi, mà còn kéo theo cả vali quần áo. Từ khi sang Nhật đến giờ là 2 năm rưỡi. Anh chỉ về Việt Nam đúng một lần. Lâu rồi không gặp, tôi thấy anh gầy đi nhiều so với lần trước. Tự nhiên lại thấy thương thương thế nào ấy. Tôi bảo, sao nhìn anh gầy đi thế? Ở bên đó anh bận lắm à? Ờ, mãi mà anh vẫn không quen nổi cái thức ăn ở Nhật, nên anh không ăn được. Thôi,
Từ giờ về chịu khó tẩm bổ nhanh cho béo, phải béo thì mới đẹp trai. Nhắc đến đẹp trai thì anh phải chịu khó mới được. Tôi phì cười, kéo vali vào và bảo anh. Anh vào rửa mặt đi, nghỉ ngơi một tí rồi em với anh đi ăn. Đi xe máy của em nhé. Trưa hôm đó tôi với anh Thành đến một quán cơm niêu ở phòng Ngọc Thành. Vừa ăn vừa nói chuyện. Anh Thành kể cho tôi thời gian qua Nhật làm những gì, quen những ai. Bảo anh được nghỉ một tuần rồi mới phải đến bệnh viện đi làm lại. Tôi cũng kể cho anh nghe chuyện gần đây tôi xin việc làm cho một công ty luật. Nhưng chỉ phụ trách nghe điện thoại online thôi. Không cần phải đến công ty làm ngày 8 tiếng như các công việc khác. Anh Thành nghe xong mà ngạc nhiên nhìn tôi. Xem lại không làm ở các công ty luật cũ, có chuyện gì à? Không ạ. Tại em thấy là công việc ở đó không còn phù hợp với em nữa, nên em mới chuyển đi chỗ khác. Mà em cũng mới nghỉ mấy tháng gần đây thôi. Thế công việc chỗ mới này thế nào em? Ổn cả chứ? Ổn cả anh ạ. Cần giúp gì thì bảo anh giúp nhé. Giờ anh về rồi gọi cái là anh có mặt ngay. Thật ạ? Thật. Đến lúc em nhờ thì anh đừng có mà trốn mất đấy nhá. Em có rất nhiều việc cần nhờ anh đấy. Yên tâm, cùng một nhà nên không trốn được đâu. Vâng, ăn thôi anh ơi. Sau hôm anh Thành về, tôi vẫn tiếp tục tìm lý do để tránh mặt Vũ. Có mấy lần anh bảo đến, nhưng lúc thì tôi nói dối đi sinh nhật bạn, lúc thì bảo vào viện với bống. Đỉnh điểm có một lần tôi còn nói: hôm nay tôi mệt lắm, bị giông kinh mãi chưa hết, anh đợi mấy hôm nữa có được không? Tôi không đến để ngủ với cô. Vâng, nhưng tôi mệt nên cũng không nấu cơm ấy. Tí nữa còn phải vào viện. Bống suốt từ hôm qua đến giờ tôi phải vào với nó. Cô đang có ý gì đấy? Tôi không có ý gì cả. Tôi sợ tôi không khỏe, không phục vụ tử tế thì anh lại mất hứng thôi. Vũ có vẻ khó chịu nên không nhắn lại nữa. Mà lúc ấy tôi cũng chẳng biết phải làm sao với anh cả. Thời gian này tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm cái gì. Với cả tôi cũng sợ bà Hương biết Vũ đến chỗ mình, rồi lại gửi clip kia đến tay bố tôi và mẹ kế thì lại to chuyện. Thế nên đành phải nhẫn nhịn để tìm cách giải quyết tốt nhất cho tôi và cho cả anh nữa. Tôi vẫn cứ tránh mặt Vũ như vậy cho đến cuối tuần đó. Bố tôi gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm cho đông đủ. Từ hôm anh Thành về, cả nhà chưa ăn cơm cùng với nhau hôm nào. Tôi không chối được nên vẫn phải về. Ai ngờ lúc về đến nơi thì tự nhiên cũng thấy bà Hương đang ở đó. Chị ta đang vui vẻ nấu nướng với mẹ kế trong bếp. Thấy tôi thì giả vờ ngạc nhiên và bảo: ơ Thanh, em đến đi à? Tôi ghét cái con Thảo Mai này vô cùng, nhưng có cả bố và mẹ ở đó nên không dám nói. Với cả tôi cũng sợ chị ta, thế nên tôi chỉ khẽ gật đầu một cái. Bố tôi nói: chắc là Thanh không biết chị Hương đúng không? Hồi xưa lúc chị Hương chưa đi du học thì đến nhà mình suốt đấy. Hương là con của bạn dì Hiền, kém anh Vũ và anh Thành 2 tuổi, con phải gọi bằng chị. À, vâng ạ. Thế Hương bảo cũng biết con phải không? Tôi liếc chị ta và hơi gượng gạo đáp: à vâng, chị làm công ty của anh Vũ, mấy lần có hợp đồng với văn phòng của con nên là cũng biết nhau ạ. Ừ, mấy khi anh Thành về, dì Hiền gọi chị Hương đến ăn cơm cho vui, con vào nấu với chị đi. Vâng ạ. Trong suốt quá trình nấu nướng, chị ta vẫn tỏ ra đon đả nói chuyện với tôi. Thật sự nhìn thấy mặt chị ta là tôi đã thấy không vui vẻ gì rồi. Nhưng tỏ ra khó chịu thì cũng không được. Nên cả buổi hầu như chị ta hỏi gì tôi đáp đấy. Không thì thôi. Mẹ kế thích bà Hương ra mặt nên cứ bảo: này, hôm trước dì với mẹ con đi xem tuổi, thấy tuổi hai đứa hợp lắm. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau cưới là đẹp rồi. À, thế à dì? Ờ. Vũ năm nay nó hơn 30 rồi còn gì. Dì sốt ruột lắm rồi đấy, cả thằng Thành nữa. Anh Thành anh đẹp trai như thế, lại là bác sĩ, được đi học nội trú nước ngoài nữa. Kiểu gì cũng đẩy cô xếp hàng theo gì ạ. Dì không phải lo. Chắc anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp trước thôi. Ừ. Thằng Thành thì dì không lo, nó là anh cả, công việc cũng chưa ổn định nên là dì cũng chưa vội. Thằng Vũ thì chỉ kinh doanh thôi, có phải phấn đấu nhiều như anh nó đâu. Tuổi đó lấy vợ là được rồi. Vâng ạ. Nhưng mà con chỉ ngại anh Vũ vẫn chưa muốn cưới thôi. Để tí nữa ăn cơm dì bảo nó xem. Nãy dì nhắc chú Tùng gọi nó về rồi.
Nó nghe lời chú Tùng lắm, tí nữa kiểu gì cũng về. Vâng ạ. Khi nấu nướng xong xuôi thì Vũ về. Anh vào nhà, thấy tôi với anh Thành đang bê đồ xếp lên bàn ăn thì hơi nhíu mày. Mẹ kế thấy con trai út về thì vội vàng kéo tay bà Hương ra và bảo với Vũ: con về rồi đấy à? Hôm nay mẹ gọi cái Hương đi ăn cơm cùng cho vui, mấy khi nhà mình mới đông đủ. Vâng. Lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ kế cố ý xếp cho bà Hương ngồi gần Vũ. Tôi chẳng có chỗ nào ngồi nữa nên đành phải ngồi gần anh Thành. Lâu lắm cả nhà mới đông đủ ăn cơm nên ai cũng chuyện trò rôm rả. Chỉ có Vũ là hiếm lắm mới ậm ừ vài ba câu. Bà Hương thì khỏi phải nói, hễ cứ mở miệng câu nào là vâng dạ ngọt xớt, làm tôi nổi cả da gà ra. Anh Thành theo thói quen gắp thứ này thứ kia cho tôi. Bình thường anh đối xử với ai cũng tốt nên bố tôi với mẹ kế cũng không thấy lạ gì cả. Nhưng mà tôi thì khác, tôi thấy không còn thoải mái như trước, mà trong lòng chỉ có cảm giác gượng gạo thôi. Thế nhưng mà ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng vừa cười. Cảm ơn anh. Ăn nhiều vào, thịt bò cuộn này của em làm đấy. Vâng, anh cũng ăn đi à? Đừng ngồi chỉ gắp cho mọi người suốt thế. Anh biết rồi. Mẹ kế nhìn thấy thế thì mới bảo: Vũ cũng gắp cho Hương ăn đi con. Lâu lâu Hương mới đến mà chẳng tiếp đãi nhiệt tình gì cả. Bây giờ Hương ngồi mãi mà không ăn gì đấy. Sườn xào chua ngọt là cái Hương làm đấy. Hương bảo con thích ăn món đó nên sáng sớm dậy mua sườn mang đến làm cho con. Người ta có lòng như thế thì mình cũng phải chịu khó chăm sóc lại chứ con. Mọi người nói vậy mà anh không gắp thì cũng không được. Thế nên Vũ cũng nâng đũa lên, gắp một miếng sườn vào bát của chị ta. Anh lạnh nhạt và nói: ăn đi. Bà Hương giả vờ bén lén, hơi đỏ mặt và gật đầu: vâng, cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi. Sau đó chị ta lại gắp ngược lại cho Vũ một ít thức ăn khác. Mẹ cái thấy bọn họ như thế thì vui mừng ra mặt, cứ tấm tắc và bảo: ngày xưa hai đứa bảo lấy nhau, tưởng chỉ nói cho vui thế thôi. Giờ ngồi cạnh thế này thì đúng là đẹp đôi thật. Cuối năm nay mà cưới thì bố mẹ mừng. Tôi nghe xong chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy mùi vị thức ăn trong miệng bỗng nhiên trở nên đắng ngắt thôi. Phải rồi, bọn họ đẹp đôi thật, trình độ thì tương xứng, gia cảnh cũng tương xứng nốt, lại còn có sự ủng hộ của gia đình đôi bên. Bọn họ có thể đến với nhau bình thường, kết hôn, sinh con mà chẳng vướng về rào cản gì cả. Còn tôi với Vũ, chúng tôi là anh em. Dù không cùng huyết thống, nhưng ở chung một nhà. Anh cũng không yêu tôi. Một đứa vì tiền bán thân như tôi thì làm sao mà xứng đi bên cạnh anh được, có phải không? Tâm trạng không tốt, nhưng mà tôi cũng không dám thể hiện ra mặt. Vẫn phải cười cười nói với mọi người như bình thường. Ăn cơm xong, tôi với bà Hương đảm nhiệm việc rửa bát. Lúc này trong bếp chỉ còn lại mình tôi với chị ta, cho nên chị ta không cần phải diễn nữa và bảo: không ngờ mày giỏi thì diễn như thế đấy. Câu được cả anh Thành cơ đấy. Chị nói vớ vẩn cái gì đấy? Chị đừng có mà tự biên tự diễn linh tinh. Bố mày với dì Hiền có thể không nhìn thấy, nhưng mà tao thì không như hai người đấy đâu. Nhìn cái kiểu của anh ấy lúc nói chuyện với mày là tao nhận ra ngay. Còn dành, mày bỏ bùa hai anh em anh ấy có đúng không? Tôi chẳng biết bùa ngải gì cả. Chị đừng có nói linh tinh. Nếu không phải là bùa ngải thì chứng tỏ cái kiểu đong đưa trai đã ngấm vào máu của mày rồi. Nghe nói mẹ mày cũng làm gái, tình cờ ngủ với bố mày một đêm nên mới có mày đúng không? Bảo sao mà mắt mày đĩ thế, nhìn thằng nào cũng sáng hết cả lên. Nghe chị ta xúc phạm như thế thì tôi giận lắm, muốn nhẫn nhịn mà cứ chọc ngoáy làm tôi điên tiết. Tôi quay sang và trừng mắt với chị ta: chị đừng có được nước rồi trèo lên đầu lên cổ người khác. Tôi với anh Thành không có gì cả, chị đừng có vu vạ cho tôi như thế. À, rồi, mày với anh Thành không có gì, mày chỉ có gì với anh Vũ thôi, đúng không? Bắt được thóp nhau nên quá đễ để chị ta áp đảo lời tôi. Tôi không nói gì, với cả tôi cũng không muốn cãi nhau đây, nên tôi chỉ cúi đầu tiếp tục rửa bát. Chị ta thấy tôi không đáp thì lại bảo: mày là mày muốn clip đến tay cả nhà này hay mày muốn dứt thản với ông Vũ? Mày nói đi. Không phải chị thấy rồi đấy à?
Anh Vũ với tôi chỉ là trao đổi thôi. Muốn chấm dứt thì người kết thúc phải là anh ấy. Tôi chẳng có quyền gì cả. Chị muốn tôi chấm dứt thì phải để tôi tìm cách. Giờ tôi đột ngột dừng lại như thế thì anh Vũ không nghi ngờ rồi điều tra chắc. Chỉ nghĩ anh ấy không thể điều tra ra được chuyện chị đến tìm tôi. Mày nói như kiểu mày đang nghĩ cho tao nhở? Mày tốt bụng như thế từ bao giờ đấy? Hay là mày đang cố kiếm lý do để được moi tiền thêm một tí nữa rồi mới thôi? Tùy chị. Muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng nếu mọi thứ mà vỡ lở ra thì tôi thề, kiểu gì tôi cũng sẽ không để cho chị yên đâu. Tôi với chị bây giờ đang ngồi chung một con thuyền đấy. Ngồi chung một con thuyền á? Mày là cái hạng gì mà tao phải ngồi chung thuyền với mày? Nếu thế thì tôi cũng nói luôn cho chị biết. Những gì hôm ở quán cà phê chị nói, tôi đã ghi hâm hết lại rồi. Giờ nếu chị cố ép tôi đến cùng, tôi chó cùng dứt dậu đấy. Tôi đưa hết cho anh Vũ nghe. Đến lúc đó thì chị đừng có mong nối lại quan hệ của người suôn sẻ rồi nữa. Anh Vũ ghét nhất, ghét cả những cái người dùng thủ đoạn bẩn thỉu đấy. Mày... Lúc ấy tôi bị chèn ép nên cố cứng miệng thế thôi. Chứ thực ra tôi chẳng có cái gì ghi âm cả. Cũng chẳng có ý định nói cho Vũ biết những chuyện mà chị ta làm. Tôi không muốn to chuyện. Với cả cũng muốn mềm nắn rắn buông, nên đành hạ giọng thương lượng nói với chị ta. Anh Vũ không yêu tôi, mà cũng không có ý định lấy tôi. Bọn tôi kiểu gì cũng kết thúc thôi. Mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy chị, nên chị không phải lo đến đứa như tôi đâu. Ghép tủy xong cho con tôi thì tôi sẽ đi ngay. Không phải lo đến cái đứa như mày. Tức là chỉ trơ mắt nhìn mày trèo lên giường anh Vũ thôi, đúng không? Tao nói rồi, tao chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện mẹ con mày cả. Mày biến đi đâu thì biến. Cho tôi thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ tôi với chị ta đều có một điểm chung, đó là đều không được Vũ yêu, cho nên mới dám mạnh miệng đề nghị như vậy. Nói theo một cách đơn giản thì nếu chị ta đang là người yêu của Vũ thì sẽ không bao giờ có chuyện cho tôi thêm thời gian, mà sẽ vạch trần tôi ngay. Thế nhưng chị ta với Vũ chưa chính thức yêu nhau. Vợ chồng cũng chẳng phải. Chỉ đơn giản là mẹ Vũ thích chị ta, thúc giục hai người lấy nhau thôi. Thế nên là chị ta không có tư cách để bảo Vũ phải chấm dứt, mà chỉ dám dùng thủ đoạn với tôi thôi. Tôi nghĩ cũng vì lý do đó mà 10 phần thì chị ta cũng phải nhường tôi ít nhất một phần. Nếu không khi bung bét ra hết thì mối quan hệ của chị ta và Vũ sẽ xấu đi, chứ chẳng tốt đẹp thêm một chút nào cả. Chị ta thông minh như thế, có lẽ cũng biết thiệt hơn, nên bảo: Mày nói dễ nghe quá nhờ. Thế mày muốn bao lâu? Chuyện này hơi rắc rối, tôi với chị bàn sau đi. Bà Hương đang định nói nữa, nhưng đúng lúc ấy mẹ kế lại đi vào. Cuối cùng đành phải im lặng, ngừng lời cuộc nói chuyện của tôi và chị ta ở đó. Rửa bát xong, tôi lên nhà ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lúc. Lát sau bà Hương dục dịch bảo về thì mẹ kế lại đẩy Vũ và nói: Con chở Hương về đi. Nãy mẹ đi chợ, tiện qua đón Hương. Giờ nắng nổi thế này, để nó bắt taxi về làm sao được. Con đưa Hương về đi không nắng. Bà Hương nghe thế thì lại bảo: Thôi để con đi taxi cũng được ạ. Bà anh Vũ đưa về làm lại mất công anh ấy đi lòng vòng. Để con đi taxi về thôi ạ. Mất công cái gì con bé này. Hôm nay con đến chơi, mang đồ đi nấu ăn rồi lại nấu cả bao nhiêu món ngon nữa. Không đưa con về nhà thì gì ấy náy lắm. Cứ để Vũ nó đưa con về, mà hai đứa có lạ gì nhau nữa đâu. Trước đi với nhau suốt thì không sao, giờ lại cứ khách sáo như thế. Tại con sợ anh Vũ mất công. Không sao đâu, Vũ, đứng dậy đi đi con. Mẹ kế cứ giục mãi, cuối cùng Vũ cũng phải đứng dậy và bảo với bà Hương: Đi. Tôi cúi đầu và không nói gì cả. Bình thường trước mặt bố mẹ, anh chưa từng gấp thức ăn cho tôi, cũng chưa bao giờ đưa tôi về. Tôi biết là mình không thể so được với bà Hương, nên chỉ thấy hơi buồn buồn một tí. Thế mà lúc Vũ lấy chìa khóa xe xong, đi ngang qua chỗ tôi lại bảo: Về luôn không? Dạ, về bên nhà em ấy ạ. Anh nhìn tôi như kiểu: Không về nhà cô thế về nhà tôi chắc. Làm tôi ngượng đến đỏ cả mặt. Nhìn bà Hương cũng thấy đang lườm mình, tôi ngại định chối thì anh Thành lại bảo: Nhà Hương ngược đường mà, thôi để anh đưa Thanh về cho tiện. Anh qua viện lấy mấy cái áo blue về dàn luôn.
Nãy Thanh đi taxi đến đúng không em? Vâng, em đi taxi ạ. Nhưng thôi để em đi taxi về thôi ạ. Em còn có việc nữa. Đi đâu anh chở đi, hôm nay anh rảnh mà. Vũ nghe xong thế thì cũng chẳng buồn nói nữa, đi thẳng ra ngoài. Bà Hương cũng léo đéo đi theo. Sau khi bọn họ đi rồi, anh Thành cũng đưa tôi ra về. Suốt quãng đường đi hầu như tôi không nói gì cả. Anh Thành hỏi gì thì đáp nấy thôi. Anh Thành bảo: em định đến chỗ nào, anh chở đi. Anh cho em ra cái chỗ gần CGV Tràng Tiền được không? Bạn em hẹn đi xem phim ở đó. Thế lúc về có cần anh đón không? Không cần đâu ạ, bạn em đưa về luôn. Anh cứ đi việc của anh đi. Khi nào em về đến nhà thì em nhắn tin báo với anh nhé. Ừ, đi đứng cho cẩn thận đấy. Em biết rồi. Nói thì nói thế thôi chứ tôi làm gì có bạn. Cũng chẳng có tâm trạng nào để mà xem phim. Khi anh Thành đưa tôi đến Tràng Tiền, tôi đợi anh ấy đi khuất rồi mới lững thững đi bộ ra Hồ Gươm, mua một cốc trà chanh rồi tìm một cái ghế đá ngồi xuống, lặng lặng nhìn vào mặt hồ. Trước đây tôi chưa bao giờ dành thời gian cho mình, cũng chẳng đi đâu chơi cả. Bây giờ nghỉ việc rồi, có nhiều thời gian rảnh, nhưng lại chẳng có bạn bè để đi chơi, kiếm việc gì đó để làm. Những lúc như vậy, bỗng nhiên lại thấy nhớ đến Ngọc vô cùng. Những ngày tháng trước đây, chúng tôi tuy nghèo một tí, nhưng dù sao trong lòng cũng thấy yên bình. Có buồn phiền gì cũng có một người bên để sẻ chia. Khi tuyệt vọng có người động viên, khi bế tắc cũng có người khuyên tôi nên làm gì. Bây giờ tôi không lo tiền chi tiêu mỗi tháng nữa, nhưng lại chỉ còn đơn độc một mình. Trên vai tôi chồng chất gánh nặng, trong tim lại còn nặng tình với một người đàn ông mà mình sẽ không bao giờ có thể yêu được. Tôi thật sự lạc lối, tôi không biết phải đi đâu về đâu nữa. Tôi ngồi bờ hồ rất lâu, đến khi mặt trời lặn rồi mới lên xe quay về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Vũ ngồi ghế sofa từ bao giờ. Tôi cứ nghĩ nhà không có ai, mà tự nhiên thấy có người ngồi đó thì giật mình, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Anh đến từ lúc nào thế? Cô đi đâu đã về đấy? Tôi đến bệnh viện thăm bống. Thật à? Anh nhếch môi cười nhạt, giống như biết rõ ràng là tôi nói dối rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi cũng không giải thích gì thêm cả, tôi chỉ bảo: anh đến sao anh không báo trước? Sao tôi lại phải báo trước? Tại tôi chưa mua thức ăn gì cả. Không cần, tôi không đến đây để ăn cơm. Tôi biết là anh không đến để ăn cơm, nghĩa là muốn làm chuyện kia. Mà gần 2 tuần rồi không đụng một người nhau, tôi cũng rất nhớ anh. Nhưng từ khi phát hiện ra mình thích Vũ, tôi rất sợ. Càng lúc mình lại càng lún sâu vào cái tình cảm này và không nhấc chân ra được. Cho nên bây giờ dù nhớ đến mấy thì tôi vẫn phải tự dặn lòng mình và kìm lại. Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp: hôm nay tôi vẫn hơi mệt. Mệt thế nào? Nói tôi nghe xem nào. Tôi thấy cô chỉ mệt với tôi thôi. Với người khác thì cô không mệt tí nào cả. Nhất là từ khi biết anh tôi về thì cô liên tục mệt nhỉ? Tôi với anh Thành không có gì cả. Thế á? Anh tin hay không thì tùy. Tóm lại tôi không hề làm gì có lỗi với anh cả. Còn chuyện tình cảm của tôi thì lúc trước tôi đã nói rồi. Ngoài cơ thể ra thì tình cảm của tôi là của tôi. Tôi yêu ai cũng không liên quan gì đến anh. Cơ thể tôi vẫn là của anh là được. Nghe tôi nói câu này, sắc mặt Vũ đột nhiên tối sầm. Ánh mắt lạnh đến thấu xương và sắc bén nhìn tôi. Nếu thế thì trèo lên giường ngay cho tôi. Tôi trả tiền cho cô không phải chỉ để nghe cô kêu mệt nhá. Tôi... cởi đồ ra. Thấy nóng giận như vậy, lòng tôi vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn. Vui vì mục đích của mình đã đạt được, nhưng lại buồn vì đã làm anh ghét tôi thêm. Tôi chậm rãi cởi từng thứ một trên người mình, không nói gì cả, chỉ im lặng cởi thôi. Đến khi không còn mảnh vải nào nữa thì Vũ liền ấn tôi xuống ghế sofa, sau đó thô lỗ và đâm vào. Suốt cả quá trình anh không ôm tôi, chỉ liên tục giày vò động tác mạnh mẽ như muốn trút giận hết vào người tôi. Lẽ ra đau như thế thì tôi sẽ không cảm thấy thoải mái và không có khoái cảm. Nhưng mà vì tôi thích anh, rất thích,
cho nên tôi không dối lừa được chính bản thân mình. Chỉ qua một ít phút sau là đã hoàn toàn đồng ý. Tôi ôm lấy tấm lưng trần kịch liệt lên xuống của anh, không dám hét lên, chỉ có thể cắn chặt môi và rên rỉ. Cứ như vậy cho đến tận khi kết thúc. Vũ cũng không nói với tôi một lời. Anh chỉ lẳng lặng mặc quần áo vào người mình. Vẻ mặt sau khi được phóng thích cũng không hề khá hơn lúc trước chút nào. Thậm chí còn phảng phất một chút gì đó rất thất vọng và đơn độc. Tôi biết là anh luôn không thích tôi dính dáng đến anh Thành. Tôi biết là từ trước đến giờ trong mắt mẹ kế, anh so với anh trai của mình luôn thua kém. Ngay cả bây giờ, bảo tôi từng ấy năm trời mà đến khi anh Thành trở về, tôi cũng sẵn sàng vứt tất cả những thứ anh làm cho tôi sang một bên để hướng về người khác. Anh dù không yêu tôi, nhưng sĩ diện của đàn ông rất cao, cho nên anh thất vọng là đúng rồi. Vẫn biết mọi chuyện nên diễn ra như thế, nhưng tôi vẫn không can tâm. Lúc ấy tôi không biết tôi lấy can đảm từ đâu, hoặc có lẽ là vì quá yếu đuối nên tôi không kìm được. Trước khi anh rời khỏi thì tôi vội vàng níu lấy cánh tay anh và nói: anh thấy tôi và anh có tương lai không? Nghe xong câu này, Vũ sửng sốt, quay đầu là nhìn tôi. Tôi không đọc được trong mắt anh suy nghĩ gì cả, nhưng mà tôi biết chắc chắn câu hỏi này sẽ làm anh phải kinh ngạc. Anh im lặng một lúc rồi đáp: cô muốn nói đến tương lai gì? Chuyện sau này, tôi đến tuổi này rồi, cũng muốn yêu một người rồi kết hôn. Tôi không thể cứ như thế này mãi được. Mối quan hệ này của tôi với anh, tôi muốn nói là mối quan hệ này của tôi với anh có thể tiến thêm một bước nữa được không? Nếu anh thật sự có tình cảm với tôi thì tôi sẽ chẳng sợ gì cả. Xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được chùn bước. Mình cùng nhau gánh vác được không? Thế nhưng chỉ tiếc là còn chưa kịp nói ra thì đúng lúc ấy chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn màn hình thì thấy số anh Thành gọi đến. Mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cuộc gọi ấy hình như không hề đúng lúc thì phải. Vũ nhìn thấy anh Thành gọi cho tôi thì nhếch môi cười nhạt và bảo: vội vàng muốn tôi giải thoát cho cô thế à? Không phải. Tôi nhắc cho cô nhớ một lần nữa, tránh xa anh trai tôi ra. Nói xong anh không đợi tôi trả lời mà lạnh lùng và quay người đi thẳng. Lúc Vũ đi rồi, tim tôi chỉ còn lại một nỗi thất vọng nặng nề. Tôi nhìn điện thoại cho đến khi Thành cuộc gọi nhớ của anh Thành. Sau đó lẳng lặng ngồi bó gối trên giường, tủi thân rơi nước mắt. Khó khăn lắm mới có can đảm để vứt bỏ hết đi gánh nặng của mình. Thử thẳng thắn với chính mình một lần, kết quả không được như mong muốn. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy có lẽ biết đâu cuộc gọi của anh Thành là tốt cho tôi, đỡ khiến tôi phải bé mặt với Vũ. Biết đâu lúc ấy anh lại trả lời tôi không thích cô thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi điên rồi. Kể cả anh thích tôi thì mẹ kế cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Bố tôi cũng không chấp nhận. Đằng này tôi đâu có xứng với anh mà anh thích tôi. Một tuần sau đó Vũ cũng không đến chỗ tôi, mà cũng chẳng liên lạc gì cả. Tôi thì vẫn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Buổi tối thì làm báo cáo và tư vấn khách hàng đến tận khuya mới ngủ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi hơn nữa thì sẽ lên máy tính ra cộng xem tiền trong tài khoản của tôi có bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu thì mới đủ tiền ghép tùy cho Bống. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi đang chơi với Bống thì tự nhiên nhận được điện thoại của bố. Tôi tưởng bố gọi về ăn cơm nên vui vẻ nghe máy. Ai ngờ bố tôi bảo: Thành ơi, lúc nào con rỗi qua viện với anh Vũ một tí con nhé. Anh Vũ, làm sao hả bố? Sao mà phải nằm viện à? Có chuyện gì thế à? Tôi quá sợ bệnh viện nên chỉ cần nghe đến chữ viện thôi đã cuống lên rồi. Quên mất việc phải che giấu quan hệ của mình với Vũ mà hỏi liên thoáng hết cả lên. Bố tôi nghe xong mới nói: tự nhiên con nó bị đau dạ dày xong rồi xuất huyết nên sáng nay phải nhập viện rồi. Có nặng không ạ? Anh ấy đang ở viện nào ạ? Bệnh viện ích kia con. Lúc nào rỗi thì con qua thăm anh. Nhà có mấy người, không phải anh ruột con, nhưng vẫn phải quan tâm đến anh như ruột thịt nhà mình con ạ. Vâng con biết rồi, bây giờ bố đang ở đâu thế ạ? Bố vừa về. Vũ nó bảo không cần ai ở lại cả.
Nó ngủ phải không có người thì mới ngủ được. Nên bố với dì về rồi. Vâng, thế con đợi đến tối rồi con đến thăm ạ. Ừ. Con có biết đường đi không con? Con biết mà, bố đừng có lo. Nói là nói như thế, nhưng mà tôi sốt ruột lắm. Ngồi chơi với con mà không yên được. Cuối cùng đành đưa bóng cho chị Tâm rồi bà. Chị ơi, chồng con giúp em một tí, em sang bệnh viện thăm anh Vũ ạ. Vũ nó bị làm sao hả em? Anh bị xuất huyết dạ dày. Người xuất huyết dạ dày ăn kén ăn lắm đấy. Em mua gì ngon ngon với cả mềm cho Vũ ăn nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi chưa chăm người lớn bị bệnh bao giờ, nên không biết mua gì đến thăm anh cả. Cuối cùng đành chạy về nhà nấu một ít cháo, bỏ vào cặp lồng và mang đến. Tiện đường đến đó thì mua thêm một ít mận. Cháo cho anh còn mận thì cho tôi. Lúc tôi đến nơi, chỉ có Vũ đang nằm trên giường xem tivi, mặt mày cau có bực bội. Thế tôi đi vào, anh nâng mắt lên nhìn, rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Có lẽ vẫn còn giận, nên chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi biết, giai đoạn này mình cũng không nên gần gũi với anh. Nhưng mà thấy anh ốm thế này tôi thương lắm. Không nhịn được tôi đi lại gần, đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi hỏi. Anh bị ốm thế nào? Không chịu ăn à? Cô đến đây làm gì? Bố bảo là tôi mang cháo đến cho anh. Tôi không ăn. Cháo thịt băm anh thích mà, tôi vừa nấu xong. Đổ ra cho nguội đánh ăn nhé. Không ăn. Tôi biết tính Vũ toàn thế nên mà kệ. Tôi vẫn đổ cháo ra rồi chu mồm thổi, cho đến khi lúc nguội nguội ấm ấm mới mang lại giường. Ngồi xuống cạnh anh, múc một thìa rồi đưa đến tận miệng. Nào, há miệng ra nào. Không. Vũ còn chưa nói hết câu, tôi đã nhân cơ hội, anh chịu mở miệng đút luôn cháo. Có người nào đấy tức đến trợn mắt, nhưng nhổ ra cũng không được. Thế là cau có quá tôi. Cô bị điên đấy à? Ăn đi, ăn cho nhanh khỏi ốm. Tôi đã mất công nấu rồi, đổ đi tiếc lắm. Há miệng ra tôi đút cho nào. Không thì tôi cứ ngồi lì đây đấy. Tôi nói mãi, đe dọa đủ kiểu. Cuối cùng thì Vũ cũng phải ngoan ngoãn ăn hết cả tô cháo. Anh vừa ăn xong thì anh Thành mở cửa đi vào. Thế tôi cũng ngồi đó. Anh Thành hơi ngạc nhiên và bảo. Thanh cũng đến à em? Em đến lâu chưa? À, em vừa mới đến được một lúc thôi ạ. Vũ đã chịu ăn hết cháo rồi đấy à? Vâng ạ. Dạ dày sắp thủng thành cái tổ ong rồi mà vẫn lì không ăn. Mỗi bữa chỉ ăn qua loa vài hạt cơm thế, thì xuất huyết dạ dày là đúng rồi. May là lần này chỉ xuất huyết nhẹ thôi đấy. Tôi quay sang nhìn sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt của Vũ. Thế anh không nói gì mà chỉ cau mày ngồi nghịch điện thoại. Cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Tôi ngẩng lên rồi nói. Vâng, anh ăn cơm chưa? Được nghỉ trưa rồi ạ? Không, anh tranh thủ qua thăm Vũ một tí thôi. Bây giờ anh phải đi mổ đây. Em cứ ngồi đây chơi với Vũ đi nhé. Ép nó ăn càng nhiều càng tốt. À, vâng ạ. Sau khi anh Thành đi rồi, Vũ lập tức cáu kỉnh và đuổi tôi. Đi về đi. Tí nữa, tôi ngồi đây thêm một lúc rồi đến chỗ bóng luôn. Giờ này bên viện nó chưa mở cửa. Anh không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Tôi ngồi nhìn đông nhìn tây mãi chán quá, mà về thì không nỡ. Cuối cùng đành lấy mặn gian. Mỗi tội ăn mà không mời thì không lịch sự lắm, nên tôi vẫn bảo với Vũ. Anh có ăn không? Không. Không ăn là đúng rồi đấy. Mặn này là của tôi, nhiệm vụ của anh chỉ là ăn cháo thôi. Sau đó tôi ngồi nhồm nhòm ăn mặn, vừa nghịch điện thoại, định nói với Vũ nhiều hơn, hoặc là xà vào lòng anh, ôm một cái để làm hòa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế làm vậy thì mọi chuyện càng thêm rắc rối, thế nên cũng đành thôi. Một lúc sau tự nhiên Vũ nói với tôi. Cô đi chỗ khác ăn đi. Sao thế? Cô ăn chua như thế khiến cho người khác khó chịu. Tôi ngẩn ra một lúc, lát sau bỗng nhiên hiểu ra mình ăn đồ chua như vậy làm Vũ cũng muốn ăn. Thế là tôi bật cười. Có chua đâu, ngọt mà. Thế cô gọt thử một quả xem nào. Kết quả là một quả, rồi lại thêm một quả nữa. Cuối cùng cả hai chúng tôi ăn hết nửa rổ mặn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đang vui vẻ đút cho anh ăn
thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa. Quay ra thì thấy mẹ Ký và bà Hương đang từ từ bên ngoài đi vào. Dì Hiền nhìn quả mận trên tay tôi, rồi lại nhìn nét mặt của Vũ, sau đó cau mày và quát: "Cô làm gì thế?" Tôi sợ hãi đứng bật dậy. Bình thường bà Hương đã không muốn tôi dính đến Vũ đã đành, bây giờ còn có cả mẹ Ký ở đây nữa nên tôi còn sợ. Tôi cuống lên và đáp: "Con định... Mang cái đống mận kia về ngay đi." Vũ thấy mẹ mình mắng tôi như thế cũng không hài lòng. Anh bảo: "Mẹ đến đây làm gì?" "Đến thăm con chứ làm cái gì? Con nghĩ gì mà lại ăn mặn như thế? Con không biết là..." "Con thích ăn thì con ăn." "Cái thằng này, con không nghe lời mẹ nữa phải không?" Bà Hương thấy hai mẹ con mới gặp lại căng thẳng thế thì vội vã lên tiếng giản hòa: "Dì đừng giận, chắc là anh Vũ với Thanh không biết nên thế thôi, không sao đâu mà." Nghe bọn họ nói thế tôi mới chợt nhớ ra là người bị đau dạ dày, không nên ăn đồ chua thì phải. Bèn nãy tôi cũng quên phán để mất, không để ý nên mới để cho Vũ ăn. Tôi đúng là bị điên rồi. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, lúc ấy vừa ngượng lại vừa ân hận. Cuối cùng tôi đành lý nhí và nói: "Cháu xin lỗi gì ạ?" "Em xin lỗi anh." "Để cháu mang cái này về." Dứt lời tôi vội vội vàng vàng vớ hết mặn rồi mở cửa đi về. Trên đường về tôi cứ lo cho Vũ mãi: "Chẳng biết rồi anh có sao không? Ăn nhiều như thế lỡ xuất huyết dạ dày thêm thì phải làm thế nào?" Trời ơi, sao tôi có thể ngu ngốc như thế được? Ngu đến nỗi anh ốm như thế, chẳng giúp gì được mà còn hại anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để tiếp tục theo dõi được tập 9 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kể chuyện lần sau.